kênh Lưu Ý Hoa Kiển xin mến chào quý bà con và các bạn đã xem kênh nha. Hôm nay đến với nhà vườn với một hồ giao lưu hoa giấy thành phẩm ghép rất là nhiều màu siêu bông nha bà con. Và đặc biệt có những cái dòng giống mới cẩm thạch, red pizza. Cây thì đang full hoa luôn nha cả nhà. Mời cả nhà mình cùng đón xem và giao lưu với nhà vườn em Ngọc Hồ ạ. Anh chào Ngọc Hồ. Dạ em chào anh Liêm. Dạ nhà vườn Hoa Kiển Ngọc Hồ mến chào tất cả quý cô chú anh chị nha. Mình đang xem kênh Liêm Nguyễn ha. Em chúc cả nhà mình một buổi cuối tuần thật là vui vẻ xem clip kêu ngày hôm nay nha. Thì hôm nay em có lên một cái clip mới với nhiều cái dòng hoa giấy, đặc biệt là những cái dòng siêu hoa nhất có thể để quý cô chú anh chị nhà mình lựa chọn sưu tầm bổ sung thêm cho khu vườn thân yêu của nhà mình nha. Dạ rồi, cây mã số 1 đầu tiên ngày hôm nay em giao lưu với cả nhà mình là một cái dòng red pizza cẩm thạch nha cả nhà. Cây này thì một rễ đế lắc ha, có chiều cao từ mặt chậu lên tàn là 70 và hoành em đo ở vị trí này là 23 cho quý cô chú anh chị nhà mình nha. Cây này thì rất là xinh ha, một rễ cái tàn này khá là đều, nó đang hoa cho quý cô chú anh chị nhà mình luôn. Dòng này thì hoa nó màu đỏ rất là đẹp nha quý cô chú anh chị nhà mình. Và cho em chia sẻ thêm về cái dòng red pizza này, thì khi cái hoa nó đang nở như thế này nè là nó là một cái màu đỏ, dòng lá xanh cũng vậy, dòng cẩm thạch cũng vậy, nhưng khi cái hoa nó chuyển sang á, nó phun cái nhị này ra nè cả nhà, nó phun cái nhị trắng này ra là chuẩn bị nó sẽ tàn nha. Thì bắt đầu nó dần dần nó sẽ chuyển sang thành một cái màu cam nha quý cô chú anh chị nhà mình nha. Rồi hết cái đợt bông á, mình có thể cắt tỉa đi để lên cái đợt bông mới thì hoa nó vẫn màu đỏ như thế này cho quý cô chú anh chị nhà mình nha. Tại vì nhiều khi cả nhà mình chốt cái cây nó đang bông nở như vậy mà mình đi trong quá trình vận chuyển nó 4-5 ngày tới nơi thì cái bông nó chuyển qua cái giai đoạn là nó tàn, cái nó chuyển sang màu cam. Cái cả nhà mình nó ủa chị đặt cái anh chị đặt cái cây màu đỏ mà sao giờ ra cái cây màu cam. Đó là cái tình trạng có hoa nó như vậy ha. Còn hiện tại là cái màu đỏ của nó đang ra là một cái màu đỏ dâu nha quý cô chú anh chị nhà mình nha. Vậy là cây mã số 1 này em giao lưu cả nhà mình 280.000 nha. Em bao phí vận chuyển toàn quốc cho quý cô chú anh chị nhà mình luôn. Một rễ đế lắc cao 70, hoành cổ 23 cho quý cô chú anh chị nhà mình ha. Cây đang phun bông cho nhà mình luôn nha, 280.000. Cây mã số 1 ạ. Đến với cây mã số 2 ha. Cây mã số 2 thì em có một cây cẩm thạch Vinbat nha cả nhà. Cây này cao 73, từ mặt chậu lên tàn hoành cổ 24 ha. Rất là to luôn nha cả nhà. Cây này em giao lưu cả nhà mình 350.000 nha. Em bao ship tặng kèm phân bón cho quý cô chú anh chị nhà mình trên tất cả các cây luôn ha. Thì cái dòng cẩm thạch Vinbat này á, thì dòng lá nhỏ, cái lá nó màu cũng rất là sáng ha. Và đặc tính của cái dòng nó siêu hoa nha cả nhà, nó ra hoa quanh năm cho quý cô chú anh chị nhà mình luôn. Nó ra xuyên suốt luôn, chỉ cần cả nhà mình thấy những cái bông nó đang nở nè, một thời gian sau nó tàn là cả nhà mình để ý trong những cái nách lá, nách cành là nó ra những cái đợt tược mới và bắt đầu nó có bông luôn cho quý cô chú anh chị nhà mình nha, nó không có ngớt hoa luôn. Nên cả nhà mình cứ yên tâm mua cái dòng này về chơi ha, ngắm hoa xuyên suốt luôn nha. Và cây mã số 2 này em giao lưu cả nhà mình 350.000. Em bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị nhà mình hết nha cả nhà. Cẩm thạch Vinbat ha. Đến với cây mã số 3 nha. Cái cây hôm nay thì em có cái cây cẩm thạch nha cả nhà. Cây này thì em cuôn tàn rồi nè, bắt đầu nó đang ra một cái đợt mới và nó có bông luôn cho quý cô chú anh chị nhà mình nè nha. Cây này thì ra khá là nhiều giống trên cùng một cây đế. Cây này rất là lực, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Cây này được 7 màu ha. Cây này cao 68, hoành cổ 24 nha cả nhà. Cây này bộ đế nó rất là đẹp luôn nha. Cái này về cả nhà mình thay lên một cái chậu đẹp đẹp đó, rất là xinh luôn ha, gốc rất là to luôn nha quý cô chú anh chị nhà mình nha. Và em sẽ chi tiết những cái dòng ở trên cái những cái dòng hoa ở trên cái cây này cho quý cô chú anh chị nhà mình luôn. Đầu tiên thì em có cái tím siêu hoa là 1 nè, cái trắng tiết là 2 ha. Cái này là dòng cẩm thạch nha cả nhà. Dòng cẩm thạch tím tiết nha là 3. Ở đây em có cái dòng lách va. Lách va này hoa nó to giống như hoa hồng, gân lá nó rất là sáng luôn nè. Là 4 ha. Đây là ruby lửa nha cả nhà. Ruby lửa là 5. Cái này có Vinbat nữa nha quý cô chú anh chị nhà mình nha. Đây Vinbat nha là 6 ha. Cây này được 7 màu lận. Mà tới em kiếm kỹ lắm rồi. Cây này được 7 màu lận. Hiện tại là 6 giống nè. Rồi cái này là cái gì đây ta? Ủa này tới em biết 7 màu đâu mà sao giờ mất tiêu hết màu của em rồi. Rồi cái này 6 màu đi nha cả nhà. Rồi nữa em tìm được gì thêm thì em sẽ ghi tên lên cái khách nào mà chốt á thì em sẽ ghi tên những cái giống ở trên cái cây này cho nhà mình luôn nha. Cây này hồi tới em kiểm được 7 màu mà giờ sáng nay nó mất tiêu rồi. Vậy rồi, cây này em giao lưu quý cô chú anh chị nhà mình 380.000 nha. 380.000 em bao ship cho quý cô chú anh chị nhà mình toàn quốc luôn nha cả nhà. Cây này rất là xinh luôn nha.
Cây này được 6 màu nha quý cô chú anh chị nhà mình nha. Cây này tàn nó đang lên cho quý cô chú anh chị nhà mình rất là đẹp luôn ha. Và nó lên là nó có bông liền trong nhà mình luôn, ở nhà mình yên tâm nha. Cây này mình trồng đây đến Tết thì tàn rất là sum sơ và nhiều màu sắc ha. Vậy là mã số 3, 380.000, em bao ship ạ. Đến với cây mã số 4 nha cả nhà. Cây mã số 4 này cũng là một cái dòng cẩm thạch luôn, nhưng mà dòng này nó mới nha nha. Những dòng này thì nó lạ hơn. Cây này thì nó lạ hơn. Cây này cao 85, hoành 23 nha. Ở đây thì có một cái dòng sai giáp pin. Sai giáp pin này là đột biến ra lá vàng rồi nha. Sai giáp pin này nó có hai loại, lá vàng và cái lá cẩm thạch nha cả nhà. Nhưng được cái là nó full hoa, màu hoa của nó rất là tươi. Ở trên đây thì có cẩm thạch cam lửa nha cả nhà. Là 2 ha. Ở đây có cẩm thạch Phọt Mô Sa nha. Là 3. Dòng này là Red Ziza nha cả nhà. Đây cái cành này. Red Ziza là 4. Bốn màu. Cam cậu, cái này là vàng kép nha cả nhà. Vàng kép là 5. Cái này cam kép nha. Cam kép là 6. 6 màu. Cái này được 6 giống cho quý cô chú anh chị nhà mình luôn nha. Cái này gốc rất là to luôn nha cả nhà. Hoành 23 ha. Em ra ngay chỗ nhỏ này cho mình nha, cao 85. Cây này em giao lưu cả nhà mình 400.000 ha. Cây này sẵn chậu luôn rồi, 400.000 em bao ship cho quý cô chú anh chị nhà mình tận nơi luôn nha cả nhà, rất là xinh luôn ha. Dòng cẩm thạch 6 màu. Dòng này siêu bông lắm nha cả nhà. Đến với cây mã số 5 nha. Cây mã số 5 thì em có cây bướm tím nha cả nhà. Cây bướm tím, cây này cao 83, hoành 17 ha. Cây này em giao lưu cả nhà mình 270.000 nha. 270.000 em bao ship cho nhà mình luôn nha. Cây này đang bông rất là nhiều luôn ha. Dòng thì nó lên bông xuyên suốt luôn. Bông của nó thì khá là lâu tàn cho quý cô chú anh chị nhà mình luôn nha. Đó, rất là đẹp luôn nha cả nhà. 270.000 cho cây mã số 5. Rồi đến với cây mã số 6 nha cả nhà. Em có cây kép nha, kép chùm. Kép chùm lá xanh mã số 6. Cây này cao 85, hoành 17 nha cả nhà. Cây này em giao lưu cả nhà mình 290.000 thôi. Đế cây này cũng khá là xinh luôn nha, rất là đẹp luôn nha cả nhà. 290.000 ha. Tàn cây này đều nha cả nhà. Cái tàn nó đều, nó tròn tàn, nó đang bông rất là nhiều luôn nè. Hiện tại là có màu này là màu cam. Cam nè, đỏ nè. Với lại trắng phớt hồng nha. Và còn như cái này màu vàng hay sao á. Tại màu cam với màu vàng nó y chang nhau à. Nó khi mà nó nở ra to vậy nè thì mình mới phân biệt được. Còn không là nó tương tự nha. Hình như ở đây là màu vàng nè cả nhà. Đó là cây này hiện tại là được 4 màu cho quý cô chú anh chị nhà mình nha. Đang bông thì dòng kép này ra nó rất là lâu tàn luôn nha quý cô chú anh chị nhà mình nha. Rất là lâu tàn ha. Hình như cái này là màu hồng luôn. Nên cây này được 5 màu luôn. Nè. Nhìn cái nụ này nè, nó hồng hơn nè. Nó hồng hơn cái phớt hồng này ha. Hình như cái này là màu hồng luôn đó cả nhà. Màu vàng. Màu vàng hả? Màu cam. Vậy là cái này màu cam luôn. Vậy rồi hiện tại cái này 4 màu nha quý cô chú anh chị nhà mình nha. Mã số 6 ha. Kép chùm, tàn sum xê tùm, đang bông luôn, chi chích luôn, 290.000 cho cây mã số 6 nha quý cô chú anh chị nhà mình nha. Đến với cây mã số 7. Em giao lưu cả nhà mình cây tiểu Ấn Độ nha cả nhà. Cây này cao 85, hoành 28 nha. Cao 85, hoành 28. Cây này đang bông rất là nhiều luôn. Ở đây nó có cái cành này để em bẻ nè. Cành này là cái cành nguyên thủy nó lên. Cây này đang bông khá là nhiều. Cây này thì bo ghép của nó đã liền với cái thân luôn rồi. Nó rất là già rồi nên cả nhà mình về cứ trồng yên tâm ha. Cái dòng tiểu Ấn Độ này thì nó sẽ không có chịu nước nhiều nha cả nhà. Mình tưới hạn chế nước ha, để cho giai đoạn nó lên bông cho quý cô chú anh chị nhà mình nha. Chứ cây non thì cái dòng này nó hơi chậm. Nhưng mà cây này theo đối với cái cây này thì nó đã già rồi. Thì cả nhà mình cứ trồng đi, nó lên bông xuyên suốt cho quý cô chú anh chị nhà mình nha. Cây này đế khá là đẹp luôn nha cả nhà. Đế rất là đẹp ha. Cây này em giao lưu cả nhà mình 500.000 nha. Cao 85, hoành cổ 28 nha cả nhà. Hoành cổ em đo đây 28 nha, nhà mình dáng bay gốc rất là đẹp luôn nha. Cây mã số 7 nha, 500.000, em bao ship luôn ạ. Rồi đến với cây mã số 8 nha cả nhà. Một cây duy nhất luôn. Red Ziza nha. Cây này thì dáng nó bay nha cả nhà. Đây.
đó, dáng nó bay như thế này, bay nó kiểu như nó giống như nó sắp đổ luôn cả nhà. Nếu mà mình trồng vô cái chậu cao á, mình có thể cho nó đổ luôn nha, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đế hai mặt nè, tại vì cái này cái tàn nó bự quá, nó rộng quá. Đây quay cho cả nhà mình xem nha, cái tàn nó khá là rộng luôn nha quý cô chú anh chị nhà mình nha. Đó, rất là đẹp luôn ha. Cây này cao 70, hoành cổ 24 nha. Cây này em giao lưu cả nhà mình 500 ngàn thôi nha. Em bao ship cho quý cô chú anh chị nhà mình luôn. Thì cái cây này về á, cả nhà mình không thích cái tàn nó dài vậy á, mình cuôn cho nó ngắn lại cái này, giống như cái cành này nè. Đó, mình cuôn cho nó ngắn lại thì nó đâm tược như vậy nè. Nó đâm tược ra và nó ra bông hết ở trên, gọn ở trên những cái chi cành mà mình ghép thôi nha. Nhìn rất là đẹp luôn nha. Vậy là cây mã số 8 em giao lưu cả nhà mình 500 ngàn. À, em bao ship cho quý cô chú anh chị nhà mình tận nơi luôn. Cây này rất là xinh luôn nha cả nhà. Đến với cây mã số 9 ạ. Cây mã số 9, cây này thì cao 70. Cao 70 nha cả nhà. Hoành 26 ha. Cây này gốc rất là to luôn nha quý cô chú anh chị nhà mình nha. Gốc rất là to, dáng trực đẹp nha. Cây này thì gồm có những cái màu như là trắng tuyết là một nè cả nhà. Đây trắng tuyết nó đang bông nè. Trắng tuyết nha, tím tuyết ha. Và cái dòng này là dòng Milobatis lá xanh nha cả nhà. Milobatis lá xanh, cái màu này nó giống cái màu hồng hơi cam cam á, rất là đẹp đúng ha. Dạ rồi, cây mã số 9 này em giao lưu cả nhà mình 320 ngàn nha. À, em bao ship luôn hoành cổ đây 26 là cây này, bộ đế nó rất là to luôn nha cả nhà. Rất là đẹp đúng nha. Những cái dòng này thì hoa nó full luôn nha cả nhà, nó lên bông quanh năm cho quý cô chú anh chị nhà mình. Dạ rồi, cây mã số 9 nha. Đến với cây mã số 10. Những cây này to lắm nha cả nhà, cây mã số 10. À, cây này thì cao 80, hoành cổ 28 nha cả nhà. Cây này dáng bay gốc rất là bự luôn nha. Đây gốc rất là to, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Thì ở trên cây này gồm có là đỏ lửa nè cả nhà. Đỏ lửa là một, mà cái đỏ này nó chưa có bông nè, tại bữa cua nó bị lên sao nó đâm tược nó chưa có bông. Cam lửa là 2. Red Giza là 3. Trắng tuyết là 4. Và tím tuyết ở bên đây luôn nha cả nhà. Đây đem xoay qua cho cả nhà mình xem. Đây tím tuyết, cây này được 5 màu ha. Hiện tại là đã có bông 4 màu rồi. Do cái đỏ lửa hôm bữa cơ cua nó bị mưa cái nó ngay cái mé nhà này nó không có lên bông kịp. Dạ rồi, cây mã số 10 này em giao lưu cả nhà mình 550 ngàn nha cả nhà. Cây này bộ đế rất là bự luôn nha cả nhà. Rất là bự, rất là to đẹp ha. Già cây nha. Cây này dáng bay rất là xinh luôn, mã số 10 550 ngàn là 5 màu. Em bao ship cho quý cô chú anh chị nha mình luôn ạ. Đến với cây mã 11 nha cả nhà. Cây mã 11, cây này cao 68, hoành 27 nha. Cây này nó được 2 tầng, khá là xinh luôn nha cả nhà. Đế nó đẹp lắm, đẹp luôn. Đó, cây này là Red Giza lá xanh ha. Dòng này bông nó quanh năm nha cả nhà. Đó, rất là đẹp luôn nha. Ở trên này thì bông nó một vàng bông rất là màu đỏ, rất là đẹp luôn ha, đỏ dâu nha. Rất là xinh. Cây này em giao lưu cả nhà mình 350 ngàn nha quý cô chú anh chị nhà mình nha. 350 ngàn, cây mã số 11. Cây này cái dáng nó đẹp lắm. Tại vì cái cành ngang này nè cả nhà, nó không phải nó đâm từ trong cái thân nó đâm ngang qua mà nó đâm ra đây xong rồi nó quẹo ra đây nè cả nhà. Nhìn nó rất là nghệ thuật luôn ha. Rất là đẹp luôn. Mấy cái cây này thì gần Tết á, mình tỉa cho cái tàn gọn lại cái mình làm bông cho nó, thì bông nó lên xum xê luôn, nhiều lúc là không thấy lá luôn, nhìn rất là đẹp nha. Vậy rồi, 350 ngàn cho cây mã số 11. Đến với cây mã số 12. Cây này thì em có một cây cẩm thạch đế cũng khá là xinh luôn. Trời, con keo đâu mà nó dính dữ không. Cây này cao 75 nha cả nhà. Cây này cao 75, hoành 22 ha. Cây này được 7 màu nha cả nhà. Cây này được 7 màu ha. À, em sẽ chi tiết những cái màu trên đây cho cả nhà mình xem. Cái bộ đế cây này thì khá là đẹp luôn rồi. À, ở trên đây thì gồm có Latva là 1 nè. À, Red Giza là 2, Binbat là 3, trắng tuyết là 4. Cái này là đỏ lửa nha cả nhà. Đỏ lửa là 5. À, tím siêu bông nha, tím siêu bông là 6. Cái này là cam lửa nha, là 7 giống nha cả nhà. Cái này cam lửa luôn, 7 giống. 7 giống trên cùng một cây ha. Cây này thì cả nhà cũng thấy là em cuôn tàn rồi và nó đang lên tược để nó lên bông cho quý anh chị nhà mình nè. Thì mấy cái cây như thế này thì mình vận chuyển đi, nó cây nó rất là khỏe ha. Về mình trồng, cái là mình chăm là những cái tược á,
những cái tược mới nó ra cây của mình rất là đẹp luôn nha cả nhà. Dạ là cây này em giao lưu cho quý cô chú anh chị nhà mình 380.000 nha, 380.000 em bao ship luôn. Cây mã số 12, cây này gốc đế siêu đẹp luôn nha quý cô chú anh chị nhà mình nha. Cái này về là chỉ việc mình dưỡng tàn thôi, thì em có cho phân bón kèm theo cho quý cô chú anh chị nhà mình luôn á. 380.000 cho cây cẩm thạch 7 màu mã 12. Đến với cây mã số 13 nha, em có cây này siêu bông 4 màu, cây mã 13 cho quý cô chú anh chị nhà mình luôn nha. Cây này cao 69, hoành cổ 19 nha cả nhà. Cây này đế phun đẹp luôn đó, nó sắn nó tròn. Cái này về á, mình thay chậu á, mình nâng cái bộ đế nó lên ở dưới này, nó còn cái độ quái của cái rễ của nó nữa nha cả nhà. Cây này kết hợp những cái màu khá là tươi, khá là đẹp cho nhà mình luôn. Ở đây thì gồm có trắng tuyết là 1 nè cả nhà, tím tuyết là 2, hồng tuyết là 3 nha. Và ở đây là có một cái dòng mà phụng hoàng lửa nha cả nhà, đây phụng hoàng lửa nữa nha, là 4 giống trên còn một cây ha. Cây này rất là đẹp luôn nha cả nhà. Cây này em giao lưu 280.000 thôi nha. Đế tròn, đế xoắn tròn ha. Nó có cái thân cao lên, cái tàn ở trên thì khá là đẹp luôn. Chỉ có 280.000 thôi. Em bao ship luôn nha, mình sở hữu được cái dòng siêu bông rất là đẹp ạ. Rồi em có cây cây lá vàng nha cả nhà, cây lá vàng mini nha. Cây này là dòng Malaysia ha. Đột biến lá vàng rất là xinh cho quý cô chú anh chị nhà mình luôn nha. Cây mã số 14 nha cả nhà. Cây này em giao lưu 180.000 thôi nha, cao 52, hoành 14 nha cả nhà. 180.000 cho quý cô chú anh chị nhà mình thôi nha. Dòng này thì bông nó lên xuyên suốt, full hoa luôn. Cái này thì mình trồng trực tiếp ngoài nắng, lá nó vàng, hoa nó màu rất là đậm, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Mã 14 ha, 180.000. Đến với mã 15 luôn nha. Cái cây mã 15 này em giao lưu cả nhà mình 250.000 nha cả nhà. Cây này thì cao được 70 ha, cao 70, hoành ngang đây là hoành 17 nha cả nhà. Cây này được hai màu rượu vang nè, red giza nha. Cây này em giao lưu 250.000 cho quý cô chú anh chị nhà mình nha. Mã số 15 ha, hai màu. Đến với cây mã 16 nha cả nhà. Cây 16 em có cây cẩm thạch pin bát nha. Cây này tàn rất là tròn luôn ha, rễ đẹp nha cả nhà, rễ đẹp nha. Cây này em giao lưu cả nhà mình 320.000 nha, cao 63, hoành cổ em đo 17 ha, ngay chỗ này dáng bay bay, rễ sạch đẹp quá nha cả nhà. Tàn cây này khá là tròn luôn, dòng này lên bông quanh năm cho quý cô chú anh chị nhà mình nha. Cây mã số 16 nha quý cô chú anh chị nhà mình nha, 320.000. Rồi cây mã 17 luôn cả nhà ơi. Nay những cái dòng em chủ yếu giao lưu những cái dòng siêu bông cho quý cô chú anh chị nhà mình nha. Để nhà mình mua ha, có gì mình chơi Tết rồi nó ra bông cho quý cô chú anh chị nhà mình rất là đẹp nha. Nên chủ yếu màu đỏ nhiều nha. Cây mã số 17 ha. Gốc cây này rất là đẹp luôn nha cả nhà. Gốc đẹp lắm luôn. Già quái xoắn ha. Cây này cao 75, hoành 20 nha cả nhà. Tàn quá trời đẹp luôn cả nhà ơi, tàn nó xinh lung linh luôn nha. Cây này thì em giao lưu cái nhà mình chỉ 300.000 thôi ha. Em bao phí vận chuyển toàn quốc cho quý cô chú anh chị nhà mình luôn. Cây mã số 17 ạ. Quá trời đẹp. Rồi em có cây mini nè. Em có hôm nay em có mấy cái cây mini em giao lưu cho nhà mình luôn nha. Để anh chị nhà mình mua những cái dòng thích để bàn á thì mình có để mình sưu tầm ha. Rồi cây 18 nha cả nhà. 18 ha. Cây này cây pin bát nha. Cây này có một cái rễ à. Và nó co lắc rất là đẹp nha. Cao 44, hoành cổ 11 ha, 150.000. 150.000 cho cây mã 18. Đến cây mã 19 luôn nha. 19 em có cây red giza luôn nha. Cây này cao 55, hoành 14 nha cả nhà. Cây này thì nó dáng nó bay ha. Nó nhìn nó kiểu như nghệ thuật nhỏ nhỏ thì rất là xinh luôn nha. 180.000 nha cả nhà. Red giza cẩm thạch nha. 180.000 cho cây mã 19 nha quý cô chú anh chị nhà mình nha. Rồi để em coi cái còn cây nào nữa nhỏ nhỏ được được em giao lưu luôn. Rồi đến cây 20 cũng là cây red giza cẩm thạch luôn nha. Cây này tàn khá là bự luôn cả nhà. Đế cây này cũng đẹp nha. Cây mã 20 ha, cao 60, cao 60, hoành 19 nha cả nhà. Cây này 260.000 nha. 260.000 em bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị nhà mình luôn. Cây hiện em thấy nó có đột biến ra cái lá trắng cho mình nhà mình nữa nè. Nhìn rất là xinh luôn ha. Rồi mã số 20 nha cả nhà. Nên nhiều cây lắm quý cô chú anh chị nhà mình ơi, ủng hộ giùm em nha.
Rồi đến cây 21 nha cả nhà. Cây 21 em có cái cây hồng tuyết nha. Hồng tuyết dòng này thì full bông luôn. Bông ra quanh năm xuyên suốt cho nhà mình luôn nha cả nhà. Mã 21 ha. Cây này thì cao 72, hoành 22 nha. Cây này dáng đẹp lắm nha cả nhà. Gốc đẹp, dáng đẹp ha. Cây này em giao lưu cả nhà mình 290.000 thôi. Cây này cả nhà mình thấy trời ơi, cái tàn nó đẹp nè. Nó tròn quinh luôn, nó phun hoa cho quý cô chú anh chị nhà mình luôn nha. Nụ đồ cũng có rất là nhiều cho quý cô chú anh chị nhà mình về trồng luôn nè. Dòng này đẹp lắm, 290.000 cho cây mã 21 nha cả nhà. Hồng tuyết nha. Hồng tuyết thì sẽ có bạn tím tuyết kèm theo. Đây, bạn tím tuyết luôn nha cả nhà. Mã 22 nha. Một cái cây tím tuyết cho quý cô chú anh chị nhà mình nha. Rồi, tự nhiên cái viết hết ra rồi. Rồi cây này cao 65. 65 hoành 24 nha cả nhà. 65 hoành 24, cây này đẹp, cũng đẹp lắm luôn nè. Đế nó quái, nó sạch ha. Nó già cây nha cả nhà, phun bông luôn. Thì bông này thì nó lên xuyên suốt cho nhà mình ha. Dòng tím tiết thì bông nó lâu tàn nha. Nó ra bông xong rồi nó tàn, mình cứ ngắt bông bỏ hoặc là mình cuôn tàn là nó lên đợt mới cho mình rất là nhanh luôn. 270.000 nha cả nhà. 270.000 cho cây tím tiết mã 22 nha. Quá trời xinh luôn nha cả nhà, xinh lung linh luôn á. Đến với cây mã 23 nha. 23 em có cây pin bát nha cả nhà. Pin bát cẩm thạch ha. Cây này cao 83. Cao 83 hoành 25 nha cả nhà. Hoành cổ ngang đây 25, đế cây này khá là bự luôn nha cả nhà. Rất bự nha. Bự đẹp ha. Cái tàn ở trên thì nó tròn y như cái dù cho quý cô chú anh chị nhà mình luôn nè. Đó rất là đẹp luôn, siêu bông ha. Cây 23 này em giao lưu cả nhà mình 390.000 nha. 390.000 em bao ship cho quý cô chú anh chị nhà mình luôn. Rất là xinh luôn nha cả nhà. Cây này đẹp lắm luôn á. Mua là xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn á. Rồi đến với một rễ đế lắc nha cả nhà. Cây mã số 24 nha. Cây này một rễ thôi, một rễ duy nhất mà cái rễ nó khổng lồ, đế nó lắc rất là đẹp luôn ha. Cây mã 24, cây này cao 85, hoành 25 nha cả nhà. 25 là em đã có chỗ nhỏ xíu nè cho nhà mình nè, chứ cái nguyên cái con này nó bự lắm nha cả nhà. Đó, một rễ duy nhất lắc rất là đẹp luôn nha. Mà hoa của nó trên đây kết hợp những cái màu cũng khá là xinh luôn nè. Ở đây thì em có tím tuyết nè, trắng tuyết nè, red giza nha cả nhà, cam lửa nè. Thì cái cây này cho em chia sẻ luôn, cái bông này thì nó đã hơi tàn rồi nha cả nhà, tại vì nó chuyển qua cái nụ này nè, cái nhị này nè là nó nở ra là nó hơi tàn rồi. Với lại red giza nó chuyển màu cam cà rốt nè, đó là nó tàn rồi. Cái này về á quý cô chú anh chị nhà mình có thể cắt bỏ bông đi để mình dưỡng cái cây ha. Để khoảng tầm 15-20 sau nó lên một cái đợt bông mới cho quý cô chú anh chị nhà mình nha. Cây này đế đẹp lắm, em giao lưu cây này 200, em sẽ lãi 550.000 nha cả nhà. 550.000 nha, cao 85 hoành 25 nha. Em bao phí vận chuyển cho nhà mình luôn. Mã số 24 ạ. Đến với cây mã 25 luôn nha cả nhà. 25 cây này thì được 4 màu. 4 màu tàn rất là đẹp nha. Cao 74, hoành cổ 19 nha cả nhà. Đó, cây này thì đế nó dẫm dẹt lên nhìn nó cũng rất là xinh ha. Và đặc biệt là trên cái tàn này nè, cây này nó khá là già luôn rồi. Cái bò ghép là nó liền với cái thân luôn rồi nha cả nhà. Nên nó ra bông quanh năm cho nhà mình nha. 4 màu quá trời đẹp luôn. Đỏ nè cả nhà, red giza nè. Trắng ha, tím tuyết ha. Bạn này là Kayata nha cả nhà. Trời ơi, bốn cái màu nhìn kết hợp cực kỳ đẹp cho cái cây luôn nha cả nhà. Tàn rất rất là bự như quý cô chú anh chị nhà mình nha. Dạ rồi, cây này 280.000 nha cả nhà. Mã 25 nha quý cô chú anh chị nhà mình nha. 280.000. Em bao ship luôn á. Cây này thì về mình nó thích thì mình hết đợt này mình cuôn tàn lại, còn không là mình cứ lặt bông thôi để tự nhiên nó sẽ ra những cái nách như thế này nè cả nhà, nách tược như thế này nè. Rồi nó lên bông luôn à. Tại vì cái cây này nó rất là già luôn à, nó sẽ có bông xuyên suốt cho nhà mình luôn á. Dạ rồi, mã 25 nha cả nhà, 280.000. Đến với mã 26. Em có cây
cẩm thảo, em sẽ nói Redisia lá xanh nha. Redisia lá xanh cây thì dáng bay bay khá là xinh luôn nha. À, cây này cao 63 hoành 22 nha cả nhà. 63 hoành 22. Cây này thì em giao lưu 330.000 cho quý cô chú anh chị nhà mình thôi. Cây này cái tàn nó giống như dạng bonsai, tại cái đế nó nằm hơi bay ra, đế nó rất là đẹp nha, quái đẹp ha. À, thêm cái tàn của nó rất là tròn ở trên đây, nó nhìn khá là đẹp luôn. À, cây này em giao lưu cả nhà mình 330.000, em bao ship cho quý cô chú anh chị nhà mình luôn nha. Dòng này thì mình vận chuyển đi á, nó có rụng bông hay rụng lá gì thì nó cũng rất rất là nhanh. À, lập một cái đợt bông mới cả nhà, nó rất là nhanh ra tược luôn nha. Để rồi mã 26 330.000. Đến với cây mã 27 nha. 27 cây này thì cao 80 hoành cổ 21 nha cả nhà. Cây này em giao lưu cả nhà mình 360.000 ha. Em bao ship cho quý cô chú anh chị nhà mình luôn nha. Đế rất là đẹp luôn nha cả nhà. Cây này trời cái rễ của nó dưới nè. Đẹp cực kỳ đẹp cho quý cô chú anh chị nhà mình luôn ha, rất là xinh luôn nha. Cây này là một cái dòng cẩm thạch kép nha cả nhà. Kép ở đây có kép chùm đỏ nè cả nhà. Kép chùm đỏ là một nha. À, kép chùm cam ha là 2 ha. Cái này là màu hồng nha cả nhà. Màu hồng nha là 3. Và cái lá khối khối bên đây nè cả nhà. Đây cái lá khối khối này là màu vàng nha. Đó tại vì cái cây này nè thì ở nhà em thì cái màu hồng với cái màu vàng nó hơi ít nên hay bị cắt nó lấy bo cả nhà, nên nó lên không có đều, cả nhà mình thông cảm ha. Còn về mình chăm mình chơi á, khi mà mình cắt tàn á, mình cắt cho những cái này nè nó đều lại luôn, thì khi mà nó ra bông á, nó sẽ ra đồng loạt, nó sẽ đều, nó sẽ nở đủ bốn màu bông cho quý cô chú anh chị nhà mình luôn nha. Kép chùm rất là đẹp luôn nha, lá thì nó bồng bềnh rất là xinh ha. Giờ là cây mã 27 ngày hôm nay em giao lưu 360.000 nha cả nhà, em bao ship luôn. Cây này gốc đế già khá là đẹp luôn. Rồi còn một hai cây nữa em giao lưu với cả nhà mình luôn để em kết thúc clip ngày hôm nay nha. Đến với cây mã 28 nha cả nhà. 28 em có cái cây Binbass ha. Cây này cao 70, vành cổ 20 nha cả nhà. Vành cổ 20, đế cây này cũng rất là xinh luôn nha. Em giao lưu cây này 270.000 cho quý cô chú anh chị nhà mình thôi nha. Mã số 28 ạ. 270.000 cho quý cô chú anh chị nhà mình ha. Một cây Binbass tàn rất là tròn, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đang bông ha, rễ cũng rất là dễ thương luôn nha. 270.000 thôi nha cả nhà. Rồi đến với cây 28 nha cả nhà. Ê, cây 29 nha. Dạ rồi, cây 29, cây Redisia lá xanh ha. Mã 29 nha. Cây này cao 74, hoành 26 nha cả nhà. Cây này đế đẹp nha. Cây này thì cái tàn nó hơi nghiêng một xíu, cái này về từ từ cái tàn nó ra nữa, nó sẽ mình trồng thẳng lên như này cả nhà thì cái tàn nó sẽ tròn ha. Cây này nó hơi nghiêng một xíu nha. Vậy là cây này em giao lưu cả nhà mình 290.000 nha cả nhà, em bao phí vận chuyển luôn. Cây này tàn rất là to luôn ha, bông đang bông rất là nhiều. Mã 29, cao 74, hoành 20, hoành 26 nha cả nhà. Cây này hoành cổ nó bự lắm. Vậy rồi thì ngày hôm nay trên clip này em có giao lưu gửi đến quý cô chú anh chị nhà mình 29 cái cây hoa giấy với nhiều màu sắc, nhiều loại khác nhau để quý chú anh chị nhà mình sưu tầm ha. Em cảm ơn cả nhà mình xem clip của em ngày hôm nay. Em xin hẹn gặp lại cả nhà mình ở clip tiếp theo. Em cảm ơn rất là nhiều ạ. Rồi, cảm ơn Ngọc Hồ luôn nha. Em xin chào bà con. Chúc bà con mình xem clip thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip kế tiếp luôn nha.